Rồi, xin chào quý anh chị các bạn trở lại với uh, chân đồng xe hơi. Uh, nhiều anh chị cũng hỏi em là sao không cập nhật giá uh, xe Ford đi. Anh theo dõi thì uh, cũng lâu rồi. Ngày xưa hay làm sao bây giờ ít làm thế thì uh, thưa với anh chị là giá nó thay đổi nhiều quá. Uh, ngày có thể thay đổi khoảng 1 đến 2 lần. Uh, trong cái thời điểm mà đã chuyển về xe lắp ráp như này. Uh, cái date xe 2022 sẽ chuyển vào đầu tháng 1 nên thật sự là cái giá xe nó lên xuống nó còn nhiều hơn chứng khoán hay Bitcoin. À, hiện nay thì à, sang tháng 1 tất cả những cái đầu xe Ford Ranger sẽ tăng giá niêm yết lên 12 triệu. Cái này là tăng giá niêm yết nhá. Anh chị lưu ý giúp em. Còn cái việc bia lạc thì em chưa nói đến. À, để mua được một cái chiếc xe Ranger bây giờ đặc biệt là phiên bản XLAT thì thật sự là rất là khó khăn, rất là ít lựa chọn về màu sắc và giá cả. Nên là mình đang có nhu cầu thì đầu tiên là cứ alo cho giúp em, alo cho em để bên em ghi nhận thông tin, uh, tìm xe cho quý anh chị, uh, làm sao có một cái mức giá hợp lý nhất và có thể nói là mình có thể cân đối giữa các đầu xe vì bên em không chỉ bán năng cơ thứ hai là mình nên mua xe 2022 hay nên mua xe 2021 thì cá nhân em khuyên anh chị là À, sau Tết âm thì mình à, hãy đặt xe 2022, còn nếu như trong một tháng tới mà mình thật sự có nhu cầu mua xe thì hãy mua xe 2021. Thứ nhất là thời điểm này với Ford chúng ta phải sẵn xe, chắc chắn có xe thì hãy đặt cọc. Và thứ hai là trả góp thì hiện nay các ngân hàng trả góp à, vay mua bán tải khá là khó do ảnh hưởng dịch bệnh từ Covid nên là nhiều khách hàng nợ xấu cũng như là nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng cái ngân hàng họ siết cái khoản vay khá là nhiều à, để vay được một chiếc xe trả góp thời điểm này thì bán tải trả góp ấy thì thật sự là khá là khó khăn và cái mức vay nó không được nhiều như là thời điểm trước nữa. Lãi suất nó không không hẳn là tốt quá. Đó. Còn về giá bán thì nếu mà tăng 12 triệu các bác cộng hết giúp em lên. Phiên bản rẻ nhất XL 616 triệu cộng 12 triệu là 628 triệu. Ờ à, XL 650 triệu thì chúng ta lên 662 triệu cái này thì vẫn rẻ hơn Toyota ta lắc một chút đúng ạ đại khái là nó lên không quá nhiều Tuy nhiên thì giá bán thực tế khi mà chúng ta lăn bánh ấy, thì đâu đó vào khoảng thời điểm này là đâu đó dao động vào khoảng hơn 700 thì bên em có những cái xe của khách hàng người ta đang có nhu cầu Tuy nhiên thì do chậm trễ về trả góp này do chưa đủ điều kiện vì dịch bệnh chậm thanh toán nên là cũng có xe sẵn giao ngay cho quý anh chị. À, mình có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em nhé. Cái này thì không nhiều về số lượng đâu và cũng uh, bay khá nhanh. Bọn em chia sẻ thật à, nên là anh chị có nhu cầu mua xe Ford tìm hiểu về giá xe Ford thì uh, xem video thời điểm này nó khá là mông lung vì nó không sát với cái thực tế. Mình uh, cứ alo để bọn em ghi nhận thông tin và chăm sóc một cách chu đáo thì chúng ta mới cập nhật được cái giá chuẩn và giá bán thực tế được rồi xin chào hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo